hai người đã bị thương do các mảnh thủy tinh trong vụ dở thủy cung Sea Life cao 14 mét ở khu vực quận Mitte, sầm uất ở thủ đô Berlin, Đức ngày 16 tháng 12. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 12 giờ địa phương. Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 1 triệu lít nước tràn ra đường phố, trong khi các nhân chứng kể lại rằng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom. Hơn 100 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo nguồn tin chưa được xác nhận, nhiệt độ quá lạnh đã làm rò rỉ bể dẫn tới dở.